Yo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Green Happiness, kênh tuyển sinh của Việt Nam. Cách đây 4 tháng thì mình có gọi là làm một video tàu nhanh chia sẻ về quá trình mà setup một chiếc bể công nghệ. Sau 4 tháng thì mình đã quay trở lại thăm người bạn của mình. Và phải nói rằng rất là bất ngờ khi mà bạn ấy đã mua này và chăm được một đàn cá tuyệt đẹp luôn. Vì thế hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách chi tiết để cho các bạn hình dung ra thêm về việc setup một chiếc bể gọi là bể công nghệ đấy. Có bố cục này, có cây thủy sinh này và nuôi một đàn cá rất là đẹp như thế này thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những điều gì. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chiếc bể. Có lẽ đây là phần mà các bạn phải đầu tư phần cứng chỉn chu ngay từ ban đầu. Và những chiếc bể mà mình chia sẻ với các bạn ở trong kênh của mình thì hầu hết là bể thủy sinh sử dụng lọc thùng. Còn đây là một chiếc bể gọi là bể công nghệ sử dụng lọc tràn dưới. Mà thực ra tại sao lại đặt tên là bể công nghệ nhỉ? Nghĩ đến công nghệ thì thường anh em hay nghĩ đến kiểu gọi là high tech này, rồi là cảm ứng xịn sò các kiểu. Thế nhưng mà ở đây thì nó chỉ là hệ thống đường ống thôi mà. Thế thì sau khi mình tìm hiểu thì mình thấy rằng một số đơn vị họ đặt tên bể công nghệ, thứ nhất là nghe cho nó hoành tráng, thứ hai nữa đó là họ cũng phải nghiên cứu tìm hiểu để làm sao tối ưu được các cái phần hộp kỹ thuật này, rồi là hệ thống đường ống nước này, rồi làm sao giảm tiếng ồn này, tối ưu được luồng nước ở trong bể, kiểu như vậy. Thế nên thôi, ok nhé, nó chỉ là cái tên thôi mà, thế nào cũng được ạ. Chiếc bể này được dán bởi đơn vị Cao Thạch, một trong những đơn vị dán bể cá rất là uy tín ở Hà Nội. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm. Chiếc bể này có kích cỡ là dài 155cm này, rộng 69 và cao 81 ạ. Tại sao lại có kích cỡ lẻ đến như vậy nhỉ? Thì khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy là mọi người đo đạc đồ vật ở trong gia đình, tủ này rồi chân tủ các kiểu, thường mọi người sử dụng thước lỗ ban á, thì lấy những cái kích cỡ theo kiểu gọi là phong thủy một chút. Ví dụ như là cái chiều dài 155cm này, rồi là chiều rộng là 69cm, hình như nó rơi vào cái điểm gọi là gì nhỉ, phú quý này. Đấy, còn cao 86 thì 86cm nó là cái điểm tài trí ở trong cái thước lỗ ban ấy. Vì thế là người ta sử dụng những kích cỡ như vậy, nghe nó hơi lẻ lẻ một chút nhưng mà gọi là có tí phong thủy tâm linh, đúng không các bạn? Với một bộ bể như thế này, như đơn vị Cao Thạch dán thì chi phí nó sẽ rơi vào tầm độ khoảng 15 triệu đấy. Đấy là chỉ có chân tủ này và cái phần bể không thôi nhé các bạn nhé. Đường ống người ta sẽ đi hết cho các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn gọi là full set luôn, chúng ta có thêm vật liệu lọc này, chúng ta có thêm các cái phụ kiện như là máy bơm này, máy sủi này, rồi là hệ thống đèn chiếu sáng cho bể, thì du di nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30 triệu full bộ kiểu như vậy. Tuy nhiên là các bạn hình dung là đồ đạc thì nó vô cùng lắm các bạn ạ. Đồ nó cũng có đồ rít, đồ rát thôi. Các bạn mà muốn mua những cái loại đồ thương hiệu này, đồ xịn xò hơn thì chi phí nó sẽ phải đắt ạ. Ví dụ như đèn chẳng hạn. Ở đây mình đang sử dụng đó là chiếc đèn Wick T90. Tại sao lại chọn cái đèn Wick này? Bởi vì nó là dạng đèn lon này và cái độ rọi của nó rất là tốt. Nó sẽ tạo ra những cái khoảng loang sáng ở nước, nhìn lung linh như kiểu là dưới một cái lòng hồ vậy, nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên là nếu các bạn muốn có cái độ phủ sáng tốt hơn để chúng ta có thể chơi được cây thủy sinh này, rồi là ngắm cá với màu sắc nó đẹp, ảo diệu hơn, thì chúng ta có thể tìm mua các loại máng đèn dài kiểu như là Chirot VKRGB này, hoặc là chơi các bóng đèn kiểu Vivid này. Tất nhiên chi phí nó cũng sẽ cao hơn ạ. Với chiếc bể này ở phần bể lọc thì đang sử dụng 4 loại vật liệu lọc mà các bạn có thể thấy. Chúng ta sẽ có cái phần khay hứng phân ở phía trên này để hứng phân cá sau hàng ngày chúng ta có thể nhấc ra chúng ta vệ sinh ạ. Bên dưới cái phần khay hứng này thì chúng ta sẽ có lớp bông lọc màu trắng này, sau đó đến lớp bùi nhùi Zimat. Bên ngăn tiếp theo thì chúng ta sẽ có Zimat cùng với cả là nhám thạch đỏ. Nhám thạch đỏ là loại vật liệu lọc mà cũng tương đối là phổ biến, ngon bổ rẻ, anh em chơi từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà ngày nay có nhiều loại sứ lọc mới này, nó đắt tiền hơn này, đặc tính trơ của nó không làm ảnh hưởng đến chất lượng của nước này. Ví dụ như ngăn tiếp theo các bạn sẽ thấy là có loại đá lọc rất là nổi tiếng, đó là Matrix của Seachem chẳng hạn. Trong chiếc bể này là đang sử dụng là một thùng 20 lít Matrix của Seachem đó. Điều thứ hai rất quan trọng đó chính là bố cục cho chiếc bể này. Người bạn của mình thì muốn chơi một chiếc bể để có thể nuôi cá đĩa này, cá thần tiên này, các loại cá phụ kiện các kiểu. Thế thì ở thời điểm set bể là thời điểm gần Tết rồi, may mà còn đặt được bể đó. Thế nhưng mà sau đó thì mình đi tìm mua những cái bộ lũa mà để gọi là đặt phát ăn ngay được thì hơi khó, bởi vì là thứ nhất là lũa đẹp thì anh em cũng săn hết rồi.
Thứ hai là nhiều bộ lũa thì chưa được xử lý, vì thế là cũng phải lưu tâm về vấn đề da nhớt rất là nhiều và có thể là gây ra rủi ro, đó là đến đúng Tết mà nước nó vẫn đang nhờ nhờ một nước gạo thì trông kinh lắm. Thế nên là quyết định là sử dụng lũa ghép ạ. Và ở đây mình chơi cái loại lũa săn đá cho an toàn. Thực ra săn đá này hay là sầm đỏ này hay là linh sam này thì anh em có thể xét vào bể và chơi được ngay. Thế nhưng mà nhược điểm của bọn này đấy là nó sẽ bị ra màu nước ạ, ra màu nước. Và đương nhiên là anh em có thể khắc phục bằng việc là thay nước nhiều này, hoặc là sử dụng Purigen này. Có nhiều cách, không vấn đề gì cả. Nhưng quan trọng nhất là nó không ảnh hưởng gì đến cá, đến cây ở trong bể. Với bộ cúp này thì mình đã đi lựa lũa săn đá ở chỗ cửa hàng của anh Vũ Aqua. Cũng phải mua đến khoảng 25 cân lũa này. Ngoài ra ở dưới phần chân của bộ lũa thì mình sẽ có một ít đá nhâm xanh nữa này, rồi là chải cát này. Đá thì rơi vào khoảng 15 cân, còn cát thì mình mua lấy một bao. Thực ra chiếc bể này nó to thế nhưng mà chúng ta không cần phải rải nhiều cát đâu các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần trải một lớp rất là mỏng thôi ạ. Bởi vì là nếu chúng ta trải cát càng dày thì nó sẽ đọng phân cá ở dưới đó càng nhiều. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt lâu dài của chiếc bể, tích tụ các cái độc tố ở phần nền không tốt cho cá. Mình cứ trải lớp mỏng thôi. Thì sau này nếu có phân cá đọng thì chỉ cần nuôi một đàn cá chuột kiểu như chuột cà phê cho ngon bổ rẻ, nó sẽ đi nó sục nó giúp các kiểu, thì bụi nó sẽ bị bay lên và nó sẽ hút hết vào cái phần gọi là đường hút đáy của bể. Với bố cục cho chiếc bể này thì mình cố gắng xét theo cái hướng là giống như kiểu một cái thân cây to nó bị đổ xuống dưới sông và nó tạo thành một cái nơi gọi là trú ẩn này, tạo thành một cái nơi để cho các cái loại cá nó phát triển ở trong môi trường đó. Mình sẽ cố gắng làm sao là để thoáng cái phần ở dưới đáy để cho nước có thể lưu thông được này. Sau này nếu mà có đọng phân ở dưới đó thì mình có thể lắp một cái quạt thổi luồng, mình thổi vào cái hướng đó là đảm bảo là phân cá nó sẽ bị trôi đi sạch ạ. Thế còn các loại cây ở trong bể thì sử dụng những loại cây tương đối là đơn giản. Với mùa đông thì chiếc bể này sẽ cắm sưởi, còn mùa hè trong nhà của bạn mình khá là mát, nhiệt độ nó sẽ rơi vào tầm độ khoảng 27 đến 28 độ thì hầu hết các loại cây thủy sinh dễ tính đều có thể trụ được ạ. Ví dụ như ở đây sử dụng các loại thủy sinh như là cây thủy sinh như là dương sỉ Java này, cây sung thái này, cây giấy cà phê này, cây thanh đản này. Đặc biệt là thanh đản thì là cái loại cực kỳ khỏe và dễ trồng, không cần nền luôn ạ. Các bạn có thể là gài nó vào này, hoặc là chúng ta có thể buộc nó vào các vị trí tán lũa, sau đó là cây nó sẽ tự phát triển, không cần phân nền, không cần dinh dưỡng gì cả. Về chế độ thay nước cho chiếc bể thì các bạn có thể sử dụng nước máy trực tiếp như ở Hà Nội bạn mình vẫn đang dùng ạ. Nước máy thì về cơ bản cũng tương đối là ổn định. Tất nhiên là nó cũng có thể có clo ở trong nước, vì thế là các bạn cố gắng là chúng ta nước được phơi trước khoảng một ngày. Nếu nhà bạn nào mà có bể nước to thì thoải mái, không vấn đề gì đâu nhé. Còn nếu mà các bạn lo sợ rằng là nước trực tiếp từ nguồn vào thì chúng ta nên dự phòng sẵn dung dịch xử lý clo ở trong nước này. Và ngoài ra là nếu bạn nào mà có bể nước to này, bể chứa tốt rồi thì chúng ta có thể thay nước này 20-30%, thậm chí 50% không thành vấn đề. Nhưng còn những bạn nào mà chúng ta gọi là không có bể chứa mà chúng ta nước trực tiếp vào nguồn, chúng ta lo sợ về vấn đề là chất lượng nước ảnh hưởng, thì mỗi lần chúng ta thay ít thôi, khoảng 10-15% thôi, và chúng ta cố gắng làm sao để tần suất thay nước nó nhiều lên là được, không vấn đề gì cả. Đối với cá trong bể thì sau 4 tháng thì mình thấy rằng là bạn mình đã thả những loại cá rất là đẹp và thậm chí là mắc tiền nữa. Ví dụ như thần tiên Antum các bạn có thể thấy ở đây này, hoặc là một loại thần tiên đầu đỏ này rất là đẹp, đó là thần tiên Manadai này. Ngoài ra còn có cả cá đĩa là loại tương đối là khó nuôi ở trong môi trường bể to như thế này. Loại cá khác rất là khỏe này, đẹp này và chi phí cũng rẻ nữa, đó là hồng mì Ấn Độ. Các bạn cũng có thể là lựa chọn loại cá này, bơi đàn rất đẹp ở trong các bể lớn. Ở phần dưới đáy thì chúng ta có thể thả những loại cá chuột ngon bổ rẻ, khỏe, dễ nuôi, đó chính là cá chuột cà phê. Với kinh nghiệm chơi của mình thì mình cũng khuyên mọi người là thường cá chúng ta sẽ lưu tâm là chúng ta sẽ mua và thả những loại cá mà khỏe trước ạ. Đương nhiên là chúng ta vẫn phải lựa chọn cái nguồn mua uy tín rồi. Ví dụ như là trong bể này là có hồng mi này và chuột cà phê rất là khỏe ạ. Bọn này vừa khỏe vừa rẻ vừa đẹp luôn ạ. Thế thì những loại cá này sau khi mình xét bể, mình chạy vi sinh khoảng một tuần xong thì mình có thể mua về thả trong bể luôn được rồi ạ. Thế còn đối với những loại cá mà khó nuôi như là cá đĩa này, thần tiên Antum này, thì mình khuyên các bạn là để sau khoảng 30 ngày thì mình mới tiến hành thả cá. Như vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đàn cá, ví dụ như đàn cá thần tiên Antum ở trong bể của bạn mình là được mua của trại của anh Lam VN ở Bình Dương á. Nếu mà các bạn mà hay xem kênh Cá Cảnh Nguyễn Phát ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là anh Phát anh ấy đến thăm trại của anh Lam VN mấy lần ấy. Đây là một cái trại cá cảnh quy mô rất là lớn và nuôi nhiều loại cá để xuất khẩu. Ví dụ như là cá vàng này, hoặc là thần tiên Antum rất là đẹp.
khi mà mình bạn mình mua những cái đàn cá này về thả thì không có gặp bất cứ vấn đề về sức khỏe gì cả, bởi vì đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về mặt bể nuôi rồi, nên các bạn có thể yên tâm ạ. Về chế độ ăn uống thì ban đầu bạn của mình cũng rất là cầu kỳ, đi mua chùn chỉ này về để ngâm này, xử lý sau 1 đến 2 ngày rồi cho cá ăn. Thế nhưng mà làm cách này thì cách rách mất công quá. Thế nên là sau đó thì chế độ ăn thì chuyển hoàn toàn sang là ăn khô thôi, thỉnh thoảng gọi là tầm bổ trong bữa ăn tươi thôi. Ăn khô thì sử dụng ở đây là bạn mình đang cho ăn hai loại thức ăn. Thứ nhất đó là tetracaler này, loại này thì rất là nổi tiếng rồi. Thứ hai là một loại thức ăn của châu Âu cũng rất nổi nữa, đó là loại thức ăn của Tropicana. Loại này thì thậm chí là bổ sung thêm cả tỏi luôn, tức là nó sẽ giúp cho đường tiêu hóa con cá tốt hơn ạ. Một ngày thì bạn mình đang cho ăn hai cữ. Mình thấy rằng là cứ cho ăn như vậy là vừa phải rồi. Tuy nhiên là cũng phải lưu ý vì có những loại cá, ví dụ như là cá đĩa, nó tương đối là nhát, thế nên nó sẽ khó để ăn chanh được với thức ăn với cá hồng mi, hoặc là những cái loại cá bạo dạn hơn như là thần tiên, nó sẽ ăn khỏe hơn. Vì thế là có một số con cá trong bể cũng bị rơi vào tình trạng đó là không chanh được thức ăn này, nhút nhát quá nên cá nó sẽ có xu hướng bị đẹp dần đi đấy ạ. Đây là những chia sẻ của mình và rất hy vọng rằng mọi người chúng ta sẽ có được sự lựa chọn xem là chơi bể theo phong cách thủy sinh này, hay là chơi theo kiểu những cái bể công nghệ nuôi cá cảnh kết hợp với cây cối đơn giản như thế này. Và chúng ta sẽ có một sự lựa chọn để trang trí thêm không gian ngôi nhà của chúng ta, đồng thời kết hợp với cả đam mê về cây này, về cá cảnh thì rất là tuyệt vời. Đến đây thì video của mình xin phép được kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng ra được nhiều video trong thời gian tới để chia sẻ đam mê cùng với các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video lần tới nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.